Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tối của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC với những nội dung đáng quan tâm khác. Thưa quý vị và các bạn, hơn một tháng sau khi hiệp định EVFTA có hiệu lực, các lô hàng nông sản miễn thuế đầu tiên của Việt Nam đã có mặt tại trời Âu. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng nông dân và doanh nghiệp không nên vui mừng quá sớm, vẫn còn rất nhiều thứ cần phải thay đổi nếu muốn đi đường dài với các đối tác của EU. Thực tế, trước khi có EVFTA, nhiều công ty cũng đã thâm nhập vào thị trường này, nhưng lại nhận được nhiều trái đắng bởi những điều kiện khắt khe mà EU đưa ra. Và đối với các doanh nghiệp mới có ý định xuất khẩu sang thị trường này thì đây là một bài toán khó. Vậy thì họ sẽ phải tuân thủ những nguyên tắc được đưa ra ở một sân chơi lớn như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đến với những chia sẻ của các nhà xuất khẩu đã có kinh nghiệm đưa hàng sang khu vực này trong phóng sự sau đây. Một vùng nguyên liệu mía rộng cả ngàn hecta. Toàn bộ quy trình sản xuất ở đây đều tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn USDA. Đây là điều kiện để doanh nghiệp có thể xuất khẩu được sản phẩm đường sang EU. Tuy nhiên, đơn vị này cho rằng đạt được các tiêu chí không khó. Cái khó là làm thế nào để giữ được tiêu chuẩn mới có cơ hội trở thành đối tác lâu dài của châu Âu. Lấy được cái chứng nhận organic đã khó, nhưng duy trì được nó còn khó hơn. Làm sao để mà mình, bởi vì mình càng làm lâu thì khả năng mà nó phát sinh ra những cái sâu bệnh càng nhiều hơn. Thì làm sao chúng ta phải luân canh cây trồng, làm sao chúng ta phải trồng xen canh, làm sao chúng ta phải sử dụng những loại phân bón bền vững. Nhiều năm qua, một số lô hàng nông sản của Việt Nam đi EU đã bị trả lại hoặc bị từ chối nhập khẩu do nhiều nguyên nhân như không ghi nhãn đúng quy cách, sử dụng bao bì không đảm bảo chất lượng. Đây đều là những vấn đề mà trước nay rất ít doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt là vấn đề dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có trong hạt gạo. Và đặc biệt là cái dư lượng là nồng độ chì ở trong gạo. Đó. Thì để giải quyết vấn đề đó, thì cái gạo Việt Nam mình trước khi xuất khẩu đi mình phải là tự làm thí nghiệm, mình tự test cái dư lượng nó đi. Hoặc là mình trồng cái nguồn hàng mình trên một cái vùng đất mà gọi là mình sạch về cái nguồn đất. Hoặc là khi mà hàng mình đã thu hoạch rồi mình phải để ở trong kho mình thời gian lưu trữ mình ít nhất là 6 đến 9 tháng để cho cái hạt lúa nó có thời gian là nó tự đào thải những cái dư lượng đi. Từ khi đó mình mới là sản xuất khẩu đi vào trường châu Âu. Các doanh nghiệp phía bên Việt Nam, chúng ta phải tìm được trực tiếp cái người mua ở phía bên nước ngoài. Cái này là cái điều rất là quan trọng. Chúng ta phải tìm trực tiếp để chúng ta coi chúng ta sản xuất theo các cái tiêu chuẩn, các cái yêu cầu của đối tác, và giữa đối tác và chúng ta cùng nhau liên kết chia sẻ thông tin để mình làm minh bạch quá cái tiêu chuẩn chất lượng của mình. Thì để như vậy chúng ta mới đảm bảo được cái chúng ta là cái người sản xuất. Theo các chuyên gia, với những doanh nghiệp mới, nếu muốn gia nhập vào sân chơi này, việc trực tiếp tìm được nhà nhập khẩu không thông qua khâu trung gian chính là cách tốt nhất đảm bảo an toàn cho hàng hóa. Đồng thời, các ngành chức năng trong nước cần đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đáp ứng các yêu cầu từ EU.